team are the best team, and it is opportunity at all the players play and take place in our team. And we preparing time in Singapore, very nice conditions there, improved game. And second game will be here in Ho Chi Minh City, very important for us because opportunity our players show their iron. Trước tiên thì trợ lý huấn luyện viên đội Dung Nhi gửi lời chào đến tất cả mọi người. Thì đầu tiên ông cũng xin lỗi vì hôm nay huấn luyện viên trưởng của đội thì vẫn chuẩn bị cho chương trình thi đấu ngày mai tại khách sạn nên không phải tham dự buổi họp báo ngày hôm nay. Tuy nhiên vào lúc 6 giờ chiều ngày hôm nay trước giờ tập của đội nó không nhất thì huấn luyện viên trưởng có thể trả lời một nhóm báo chí về sự chuẩn bị của đội U22 Dung Nhi. Thì chúng tôi đã có thời gian chuẩn bị ở châu Á, ở Singapore và lần này là có trận đấu ở Việt Nam. Và trong thời gian vừa rồi thì chúng tôi đã có một chuyến tập huấn rất là tốt ở Singapore thi đấu vòng rộng. Và ngày mai chúng tôi sẽ đấu trận thứ hai tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là cơ hội rất tốt để cho các cầu thủ trẻ thể hiện khả năng của mình nhằm dành một suất thi đấu chính thức cho trận chung kết sắp tới. Before the roaming, before the official war of the AFC under 22 championship in Thailand, by that time you didn't know that you were in the same group. So now, as you knew, you will be in the same group. So how the nature of the game will be changed, especially for the game of the game tomorrow, and how would you approach the game tomorrow based on the knowledge that you will be in the same group with Thailand? What would be the chances and the difference? Đến tháng 1 sẽ là vòng chung kết của U23 châu Á, thì
đến hôm nay thì mọi cái chuyện chuẩn bị và các cầu thủ đều phải cố gắng để thể hiện mình và lọt vào cái danh sách cuối cùng để tham dự SEA Games và sau đấy chuẩn bị đến cái vòng chung kết U23 châu Á vào năm sau. Nên ban huấn luyện cũng tạo điều kiện và hy vọng tất cả các em thi đấu để nhìn nhận và đánh giá các chính xác nhất để đi ra quyết định cho danh sách cuối cùng để tham dự SEA Games của chúng ta này. So the next question, because the UAE national team is also participating in the World Cup qualification, so how many players of your team now are also included, also members of the national team? Yes, just now we have eight players, but we have a very wide team. Each camp we give opportunity other players because of course our game is complicated in Tokyo, and we very used with our more players. Đội hình của đội Olympic UAE hiện tại là có 8 cầu thủ đang cùng biên giới của đội tuyển quốc gia, và thực sự thì lứa cầu thủ sinh năm 97 thì chúng tôi có rất là nhiều cầu thủ tài năng. Vì vậy các trận đấu sắp tới chúng tôi cũng sẽ tạo cơ hội cho các cầu thủ mới thể hiện năng lực của mình, và mục tiêu của chúng tôi, mục tiêu chính thì vẫn là Olympic Tokyo. Và trong thời gian sắp tới thì chúng tôi sẽ xem chuyện gì xảy ra và có những cái đánh giá. Như tôi nghe nói là đội UAE như không có hài lòng với lại cái điều kiện sân bãi tập trong hai cái ngày vừa qua, phải không ạ? Hoặc là anh đánh giá như thế nào về cái sân bãi tập trong hai ngày gần đây? Cho mình hỏi cầu thủ của UAE là đội tuyển của UAE là gặp đội tuyển Việt Nam ở mùa World Cup, và giờ đây là U23 Việt Nam, U22 UAE và U23 Việt Nam ở vòng chung kết U23, thì biết là với vai trò của Việt Nam đánh giá thế nào và tìm hiểu thế nào về các cầu thủ U23 Việt Nam cũng như là đội tuyển Việt Nam và những quan niệm của quan niệm nào? Question is for the captain. Because at the moment, the national team of Vietnam and UAE is also the same group in the FIFA World Cup qualification, and for the AFC Under-23 Championship this year, you are also in the same group. So the question is, what do you know and what do you think about the two teams of Vietnam, the players, the two teams, national team and Under-23? Captain. First of all, good morning to all. Of course, we played against each other in the Asia Cup 2 or 3 years ago. We know some players. But in the end, this is preparation game. We can develop chemistry between each other. We can prepare better for the championship. And it's not easy game, it's tough game, it's going to be private stadium. And the whole of things, you can take a nice one. Đầu tiên thì xin chào tất cả mọi người.
thì thực sự thì bây giờ thì quốc gia giờ điểm U23 của hai đội đã chạm trán với nhau một số lần để cách đây 3 năm, thì tôi cũng có cơ hội chơi với họ và trận đấu ngày mai cũng là một trận đấu quan trọng mang đến cái cục vị, và trận đấu ngày mai cũng sẽ là một trận đấu có thể dễ dàng vì các bạn có một cầu thủ rất là thường. Trước khi mà đi thì ông Park Hang-seo có dặn dò gì về cho cái đội tuyển U2 của mình, có lời dặn dò gì? Thì trước khi đi thì cái việc là cố gắng cho hết sức mình, còn không đề cao cái thành tích hay là cái cuộc và cố gắng làm sao đẩy thẳng của các cầu thủ viên để thi đấu tốt đẹp và ba mươi lăm đang có thể thông tin một số cho thông tin về tình hình chấn thương cũng như hồi phục của một số cầu thủ quan trọng của đội bóng. Đến hiện tại bây giờ thì các viên ngày mai đang thi đấu, hoàn toàn đều chuẩn bị để tham dự trận đấu ngày mai. Vâng, vâng, phát toàn thì vào những trận đấu và những buổi tập ở Hà Nội tăng cao tay và hôm qua cũng chưa như là một số cầu thủ khác đang bị đau, thì anh có thể chia sẻ by the time of your arrival, you were stuck at the airport for 3 hours because of some problem with the luggage or something. So that is nothing else that affects your physical condition. Yes. Bởi vì các cầu thủ chúng tôi thì
rất là chuyên nghiệp và họ cũng có thói quen hay di chuyển đi đấu rất là nhiều, và chúng tôi cũng có một sự chuẩn bị cũng rất là kỹ càng. Thời tiết của Việt Nam đối với chúng tôi thì đang rất là thuận lợi về nhiệt độ, về độ ẩm. Cho anh hỏi đó là trận giao hữu gần đây thì của U22 thì huấn luyện viên Park Hang-seo đều chỉ đạo thì trận này Park Hang-seo không thắng thì ông có là chỉ đạo về cái đội hình ra sân hoặc là chiến thuật của U22 chúng ta có nên là do ban huấn luyện hiện tại thì cái vấn đề trang sự của đội chúng U22 thì cũng trong thời gian thử nghiệm và để tìm ra những gương mặt mới để bổ sung cho cái thank you.